Cô chào tất cả các em. Chúng ta đang ở khóa ôn tập sinh học lớp 11 dành cho học sinh thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Bài 12: Hô hấp ở thực vật. Trong bài này chúng ta sẽ ôn tập lại khái quát về hô hấp ở thực vật, các con đường hô hấp ở thực vật, hô hấp sáng và quan hệ giữa hô hấp với quang hợp và môi trường. Chúng ta đã biết là thực vật thì không có cơ quan hô hấp chuyên trách. Hô hấp diễn ra trong mọi cơ quan của cơ thể thực vật, đặc biệt là các cơ quan đang có hoạt động sinh lý mạnh như hạt đang nảy mầm, hoa và quả đang sinh trưởng, v.v. Một la mã khái quát về hô hấp ở thực vật. Hô hấp ở thực vật là gì? Hô hấp ở thực vật là quá trình oxy hóa sinh học dưới tác động của enzyme nguyên liệu hô hấp, đặc biệt là glucose của tế bào sống đến CO2 và nước, một phần năng lượng giải phóng ra được tích lũy trong ATP. Theo khái niệm hô hấp này thì chúng ta thấy nguyên liệu cho quá trình hô hấp thì cần phải có chất hữu cơ, và đặc biệt chất hữu cơ dễ sử dụng nhất đó chính là glucose và có thể có sự tham gia của oxy. Và sản phẩm của quá trình hô hấp là tạo ra CO2 và nước cũng như là năng lượng tích lũy một phần trong ATP, còn nhiều phần khác tức là đa số năng lượng sẽ giải phóng ra dưới dạng nhiệt ha các bạn. Ở hình 12.1, đây là một số các thí nghiệm về hô hấp ở thực vật. Có 3 thí nghiệm. Ở hình A là thí nghiệm phát hiện sự thải khí CO2. Hình B là thí nghiệm để phát hiện hô hấp có sự hấp thụ khí oxy. Và ở hình C là thí nghiệm phát hiện quá trình hô hấp giải phóng ra nhiệt độ, làm tăng nhiệt ở những cái mô cơ quan đang có hô hấp mạnh. Trên hình A, chúng ta thấy là có một cái bình tam giác, người ta cho vào đây các hạt đang nảy mầm, tức là có hoạt động sinh lý mạnh, hô hấp mạnh ha các bạn. Và có 3 cái ống nghiệm nối vào cái bình tam giác này. Ống nghiệm thứ nhất thì chứa dung dịch KOH. Ống nghiệm thứ hai chứa nước vôi. Ống nghiệm thứ ba cũng chứa nước vôi. Chúng ta biết nước vôi chính là CaOH 2 lần ha các bạn. Rồi ở cái ống nghiệm thứ ba này, người ta có nối vào đây một cái bơm hút. Có nối vào một cái bơm hút. Và khi bơm hút hoạt động thì người ta thấy cái dung dịch nước vôi ở ống nghiệm số 3 này trở nên vẩn đục. Và chúng ta biết lý do mà cái dung dịch nước vôi vẫn đục là do nó kết hợp với CO2 để tạo thành canxi carbonate, tủa. Đúng không các bạn? Và do vậy nó làm cho cái ống nghiệm số 3 này bị vẩn đục. Chứng tỏ là cái quá trình hô hấp của hạt đang nảy mầm này nó đã tạo ra khí CO2. Và khi bơm hút hoạt động thì CO2 sẽ di chuyển từ bình tam giác này sang cái bình tam giác ở bên đây để tạo thành cái tủa làm cho nước vôi bị vẩn đục. Tại sao ở đây người ta lại lắp cái ống nghiệm số 1 và số 2 ở bên tay trái này ha các bạn? Điều này để chứng tỏ là cái CO2 mà thải ra từ cái bình tam giác này hoàn toàn là do quá trình hô hấp của hạt đang nảy mầm, chứ không phải là CO2 từ trong không khí. Vì sao? Vì khi mà bơm hút hoạt động thì không khí sẽ đi từ bên trái sang bên phải ha các bạn. Và CO2 trong không khí khi đi vào cái ống nghiệm số 1 thì sẽ kết hợp với dung dịch KOH. Đấy. Hoặc là nếu còn sót lại thì nó cũng sẽ bị kết hợp với dung dịch nước vôi ở bên ống nghiệm số 2 để tạo ra cái tủa bên đây. Và do vậy cái dòng không khí mà đi vào cái bình tam giác ở đây các bạn thì hoàn toàn là không có CO2 ha các bạn. Dòng không khí đi vào bình tam giác là không có CO2. Và do vậy CO2 mà thải ra từ bình tam giác này hoàn toàn là do quá trình hô hấp. Chứng tỏ là hô hấp có thải khí CO2. Ở thí nghiệm B phát hiện sự hấp thụ oxy, thì ở đây người ta có một cái ống nghiệm, người ta cho vào đây cũng là các hạt đang nảy mầm ha các bạn. Hạt đang nảy mầm có hoạt động hô hấp mạnh. Rồi ở đây ống nghiệm người ta cho vôi suốt, tức là dạng CaOH 2 lần, dạng khang ha các bạn.
Và tác dụng của nó là sẽ hấp thụ hết cái CO2 thải ra từ hô hấp ở các hạt đang nảy mầm này ha các bạn. Rồi cái ống nghiệm này người ta sẽ nối vào đây một cái ống mao dẫn. Cái ống mao dẫn này có các vạch chỉ thị, các bạn thấy là từ 1 đến 8 cm. Trong cái ống mao dẫn này người ta cho vào đây một cái giọt nước màu đỏ đây ha các bạn. Sau một thời gian thì người ta thấy cái giọt nước màu này sẽ di chuyển từ bên phải sang bên trái, ví dụ là chỗ này chẳng hạn các bạn. Tức là có sự di chuyển của giọt nước màu từ phải sang trái như này. Như vậy tại sao giọt nước màu lại di chuyển các bạn? Là bởi vì là quá trình hô hấp của hạt đang nảy mầm đã sử dụng oxy và làm cho lượng không khí ở trong cái ống mao dẫn này giảm đi. Do vậy giọt nước màu sẽ di chuyển từ phải sang trái ha các bạn. Chứ còn lượng CO2 tạo ra từ hô hấp thì đã bị vô suất ở đây hấp thụ rồi. Trên thí nghiệm C thì người ta cho một cái bình thủy tinh này các bạn, cho vào cái bình thủy tinh những cái hạt đang nảy mầm và cắm vào đây một cái nhiệt kế. Sau đó thì cho vào một cái thùng gỗ và có một cái lớp mùn cưa ở bên ngoài, các bạn có tác dụng là cách nhiệt. Thì sau một khoảng thời gian người ta thấy là cái nhiệt kế này, cái nhiệt độ ở trong cái bình mà chứa hạt nảy mầm này nó cao hơn so với ở bên ngoài các bạn. Ở bên ngoài không khí thì nhiệt độ nó thấp, còn nhiệt độ ở trong cái bình hạt đang nảy mầm này thì nó cao hơn, chứng tỏ là hô hấp có sự tỏa nhiệt. Như vậy là cô vừa phân tích cho các bạn các cái thí nghiệm để chứng tỏ là hô hấp ở thực vật thì có sử dụng khí oxy và thải ra CO2 đồng thời giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt. Hai nhỏ phương trình hô hấp tổng quát. Trên phương trình này, nguyên liệu là glucose, oxy và sản phẩm chính là CO2, nước và năng lượng nhiệt cùng với ATP. Chúng ta có thể ghi phương trình đầy đủ hơn bằng cách thêm nước vào ở nguyên liệu và sản phẩm ha các bạn, bởi vì là hô hấp phải xảy ra trong môi trường nước và trực tiếp tham gia vào một số các phản ứng của chu trình Krebs ha các bạn. Chúng ta sẽ ghi thêm ở đây chính là C6H12O6 kết hợp với 6 mol oxy và cộng với lại 6 mol nước thì nó sẽ giải phóng ra 6 mol CO2 cộng 6 cộng với lại 12 mol nước ha các bạn, cùng với năng lượng là ATP và nhiệt ha các bạn. Thì chúng ta lưu ý là oxy có trong cái phân tử oxy thì cuối cùng nó sẽ nằm ở trong phân tử nước được giải phóng ra, và oxy ở trong nguyên liệu chất hữu cơ cũng như là oxy trong phân tử nước tham gia vào phản ứng quang hợp thì nó sẽ được giải phóng ra dưới dạng là CO2 ha các bạn. Chúng ta đánh mũi tên tương tự và nó ngược lại với phương trình quang hợp nhé các bạn. Ba nhỏ vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật. Phần năng lượng hô hấp được thải ra ở dạng nhiệt là cần thiết để duy trì nhiệt độ thuận lợi cho các hoạt động sống của cơ thể thực vật. Năng lượng hô hấp tích lũy trong phân tử ATP được sử dụng cho nhiều hoạt động sống của cây như vận chuyển vật chất trong cây, sinh trưởng, tổng hợp các chất hữu cơ như protein, axit nucleic, sửa chữa những hư hại của tế bào. Hô hấp tạo ra các sản phẩm trung gian cho quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cơ thể. Đặc biệt là chúng ta lưu ý là trong cái hô hấp hữu khí thì nó sẽ tạo ra những sản phẩm trung gian ở chu trình Krebs với các bạn, thì nó sẽ đi vào tổng hợp các chất hữu cơ khác nhau. Như vậy là vai trò của hô hấp đã có ba vai trò chính ha các bạn. Một là liên quan đến cái lượng nhiệt tạo ra từ hô hấp ha các bạn. Hai là liên quan đến năng lượng ATP tạo ra từ hô hấp. Và thứ ba là liên quan đến các sản phẩm trung gian của quá trình hô hấp ha các bạn. Hai la mã con đường hô hấp ở thực vật. Một, phân giải kỵ khí gồm đường phân và lên men. Ở thực vật, phân giải kỵ khí có thể xảy ra trong rễ cây khi bị ngập úng, hay trong hạt khi ngâm vào nước, hoặc trong các trường hợp cây ở điều kiện thiếu oxy. Phân giải kỵ khí gồm đường phân và lên men. Đường phân xảy ra trong tế bào chất,
đó là quá trình phân giải glucose đến axit pyruvic. Hai nhỏ phân giải hiếu khí gồm đường phân và hô hấp hiếu khí. Hô hấp hiếu khí, còn gọi là hô hấp ti thể, bao gồm chu trình Krebs và chuỗi truyền electron hô hấp. Chu trình Krebs diễn ra trong chất nền của ti thể, chuỗi truyền electron phân bố trong màng trong của ti thể. Hô hấp hiếu khí diễn ra mạnh trong các mô cơ quan đang có các hoạt động sinh lý mạnh như hạt đang nảy mầm, hoa đang nở, vân vân. Chu trình Krebs. Khi có oxy, axit pyruvic đi từ tế bào chất vào ti thể. Tại đó, axit pyruvic chuyển hóa theo chu trình Krebs và bị oxy hóa hoàn toàn. Chuỗi truyền electron. Hiro tách ra từ axit pyruvic trong chu trình Krebs được chuyển tiếp qua chuỗi truyền electron. Từ hai phân tử axit pyruvic qua hô hấp giải phóng ra 6 mol CO2, 6 mol nước và tích lũy được 36 mol ATP. Thực ra nếu chúng ta viết phương trình đầy đủ của hô hấp thì chỗ này sản phẩm sẽ là 12 mol nước ha các bạn. Trên hình 12.2 chúng ta sẽ thấy sơ đồ phân giải kỵ khí và phân giải hiếu khí. Thực ra cái việc phân loại các con đường hô hấp ở thực vật này nó hơi khác so với cái phần phân loại mà chúng ta đã học ở lớp 10 ha các bạn. Tuy nhiên chúng ta chỉ cần tìm hiểu cái bản chất của hai quá trình này. Phân giải kỵ khí thì xảy ra ở trong tế bào chất và xảy ra khi mà không có oxy, rất ít oxy, không có oxy. Còn phân giải hiếu khí thì sẽ xảy ra khi mà tế bào có đầy đủ oxy. Thì khi mà không có oxy, tế bào thực vật sẽ diễn ra phân giải kỵ khí hay là lên men, thì nó chỉ có tạo năng lượng từ đường phân là 2 ATP từ 1 mol glucose, và sản phẩm vật chất có thể thu được là rượu etylic hoặc là axit lactic. Ở đây chúng ta thêm số 2 mol này nha các bạn. Năng lượng tạo ra từ cái quá trình phân giải kỵ khí hay là lên men thì rất là ít, chỉ có 2 ATP. Trong khi ở điều kiện có oxy thì tế bào sẽ thực hiện quá trình phân giải hiếu khí hay là hô hấp hiếu khí. Thì ngoài 2 mol ATP chúng ta còn thu được đến 36 mol ATP từ trong ti thể, tức là thông qua chu trình Krebs và thông qua chuỗi truyền E. Tổng cộng năng lượng từ hô hấp hiếu khí là 38 ATP. So với 2 mol ATP từ phân giải kỵ khí hay là lên men thì là gấp đến 19 lần ha các bạn. Tuy nhiên thực tế người ta thấy hô hấp hiếu khí thì tích lũy là 36 ATP thôi, là bởi vì người ta thấy đã có 2 mol ATP tiêu tốn cho quá trình vận chuyển axit pyruvic vào trong ti thể. Cho nên năng lượng tích lũy cuối cùng từ hô hấp hiếu khí là 36 mol ATP ha các bạn. Sau đây cô sẽ ôn lại cho các bạn các giai đoạn của hô hấp hiếu khí chúng ta đã học ở lớp 10 các bạn. Hô hấp hiếu khí thì xảy ra ở ti thể. Ti thể là một bào quang có hai lớp màng, màng ngoài thì trơn nhẵn nhưng màng trong thì gấp nếp tạo thành các cái màu. Ở những cái mô nào mà có xảy ra quá trình hô hấp mạnh mẽ hoặc là cần nhiều năng lượng thì cái màu này nó sẽ càng nhiều, mục đích là để tăng cái diện tích màng trong để tăng cái hiệu quả tổng hợp ATP. Và như vậy ở trong ti thể thì chúng thấy ở có cái phần này chính là chất nền. Chất nền là nơi sẽ xảy ra chu trình Krebs. Còn cái màng mà gấp nếp thành các màu này gọi là màng trong thì sẽ thực hiện cái chuỗi truyền E. Sẽ thực hiện chuỗi truyền E ha các bạn. Và chúng ta cũng lưu ý một chút là trong ti thể thì nó cũng có các ribosome và ADN mạch kép dạng vòng. Cho nên chúng ta nhớ là ti thể nó có thể nhân lên độc lập. Cho nên cái mô nào cần nhiều năng lượng thì ti thể có thể sinh sôi. Nó có thể sinh tổng hợp các chất riêng của nó. Trên cái hình bên tay trái chúng ta có thể xem đây chính là tế bào màng sinh chất. Rồi ở đây là tế bào chất vì nó có cái ti thể ở trong tế bào chất này ha các bạn. Thì hô hấp hiếu khí gồm 3 giai đoạn là đường phân xảy ra trong tế bào chất. Từ 1 mol glucose sẽ chuyển thành 2 mol axit pyruvic, tạo ra 2 mol náp khử và 2 mol ATP. Sau đó axit pyruvic sẽ đi vào
chất nền của ti thể, nó sẽ được chuyển hóa thành hai acetin coenzyme A rồi đi vào chu trình Krebs để tạo ra hai mol ATP, 8 mol nạp khử và 2 mol phát khử. Năng lượng từ chu trình Krebs thì vẫn còn tích lũy rất là nhiều ở nạp khử và phát khử, cho nên nó sẽ tiếp tục diễn ra cái chuỗi truyền electron hô hấp để chuyển hóa năng lượng từ nạp khử và phát khử hoàn toàn thành ra là năng lượng ATP, hay nói cách khác là đi vào nạp khử phát khử, sau khi đi vào chuỗi truyền E thì sẽ được chuyển hóa hoàn toàn thành ra là 34 mol ATP. Bây giờ chúng ta sẽ liệt kê trở lại cái bảng này ha các bạn. Đường phân nơi xảy ra chính là trong tế bào chất, chính xác là trong bào tương đó các bạn. Chu trình Krebs thì xảy ra ở trong chất nền của ti thể ha các bạn. Chuỗi truyền E thì xảy ra ở màng trong của ti thể, nơi mà định vị các protein chuỗi truyền electron hô hấp ha các bạn. Về sản phẩm chúng ta sẽ phân biệt ở vật chất và năng lượng. Vật chất và năng lượng. Đường phân thì từ 1 mol glucose sẽ tạo ra vật chất là 2 mol axit pyruvic. Pyruvic. Và 2 nạp khử. Về năng lượng thì sẽ là 2 mol ATP. Chu trình Krebs thì sẽ tạo ra, các bạn lưu ý là chất hữu cơ sẽ được oxy hóa hoàn toàn ở chu trình Krebs, và nó sẽ tạo ra từ 1 mol glucose sẽ tạo ra 6 mol CO2 là về vật chất, và còn về năng lượng thì nó sẽ tạo ra tổng cộng là 2 nạp khử, 6 nạp khử là 8 nạp khử ha các bạn. NADH, các bạn lưu ý ở hô hấp chính là NADH là nạp khử, còn nếu ở quang hợp thì cũng tạo ra cái phân tử mang năng lượng từ pha sáng và pha tối chính là nạp phốt phát khử nha các bạn. Ở đây là 8 nạp khử, 2 phát khử NADH2, về năng lượng thì là 2 ATP. Chuỗi truyền electron thì chúng ta thấy về sản phẩm, chúng ta nhớ là chu trình Krebs ở đây tạo ra là 6 mol CO2 nè. Và chuỗi truyền electron thì bạn nhớ là electron khi mà thông qua chuỗi truyền E đến cuối cùng khi có mặt của oxy ấy, thì electron sẽ kết hợp với oxy proton H cộng để tạo thành nước nha các bạn. Cuối chuỗi truyền electron thì electron kết hợp với proton H cộng và oxy. Bạn nhớ là hô hấp hiếu khí thì oxy là chấp nhận electron cuối cùng của chuỗi truyền E, cho nên là electron nè kết hợp với H cộng nè các bạn, kết hợp với oxy và nó sẽ tạo thành nước nha các bạn. Tạo thành nước. Đấy, cho nên chỗ này bạn sẽ đánh mũi tên ở cái phần chuỗi truyền E là chúng ta đánh cái mũi tên ra là tạo thành nước ở đây nữa. Phương trình đúng thì nó sẽ tạo ra 12 mol nước từ 1 mol glucose nha các bạn. Và tổng cộng là 34 ATP cho chuỗi truyền E. Như vậy tổng cộng năng lượng từ hô hấp hiếu khí là 2 mol ATP từ đường phân nè, 2 mol ATP từ chu trình Krebs và 34 mol ATP từ chuỗi truyền electron, tổng lại là 38 mol ATP. Nhưng mà mất hết 2 ATP cho sự vận chuyển axit pyruvic vào trong chất nền nên chúng ta sẽ còn lại tích lũy là 36 ATP. Như vậy là cô vừa ôn tập một xíu lại về các cái giai đoạn trong hô hấp hiếu khí. Chúng ta qua tiếp phần ba la mã là hô hấp sáng. Hô hấp sáng là quá trình hấp thụ oxy, giải phóng CO2 ở ngoài sáng. Trong điều kiện cường độ ánh sáng cao, tại lục lạp của thực vật C3, lượng CO2 cạn kiệt, oxy tích lũy lại nhiều, khoảng gấp 10 lần so với CO2. Enzyme carboxylase chuyển thành enzyme oxygenase, oxy hóa ribulose 1 năm đi phốt phát đến CO2, xảy ra kế tiếp nhau trong ba bào quang, bắt đầu từ lục lạp qua peroxisome và kết thúc bằng sự thải ra khí CO2 tại ti thể. Hô hấp sáng gây lãng phí sản phẩm quang hợp.
Để hiểu được hô hấp sáng, chúng ta cần nhớ lại chu trình Calvin hay là chu trình C3 thì gồm có mấy giai đoạn hả các em? Có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn cố định CO2, giai đoạn thứ hai là giai đoạn khử và giai đoạn thứ ba là giai đoạn tái sinh chấp nhận. Thì có cái giai đoạn đầu tiên là giai đoạn cố định CO2 thì sẽ nhờ một loại enzyme có tên là enzyme carboxylase, enzyme Rubisco ha các bạn. Giai đoạn cố định CO2 nè, ribulose 1,5 diphosphate sẽ được liên kết với lại CO2 nhờ một cái loại enzyme có tên là enzyme Rubisco, và enzyme này có hoạt tính carboxylase, tức là hoạt tính gắn CO2 vào ribulose 1,5 diphosphate để tạo ra cái hợp chất ổn định đầu tiên là APG, acid phosphoglyceric. Tuy nhiên, trong điều kiện cường độ ánh sáng cao các bạn, thì chúng ta thấy là quang hợp sẽ xảy ra rất là mạnh. Khi quang hợp xảy ra mạnh, tức là pha sáng cũng mạnh và pha tối cũng mạnh luôn. Thì ở pha sáng nếu mà diễn ra mạnh ý, sẽ xảy ra quá trình quang phân ly nước rất là nhiều, cho nên nó sẽ giải phóng ra rất là nhiều oxy. Pha tối diễn ra mạnh thì sẽ sử dụng nguyên liệu là CO2, cho nên lượng CO2 sẽ bị cạn kiệt đi các bạn. Và trong điều kiện là lượng CO2 cạn kiệt, oxy thì lại tăng lên, thì enzyme Rubisco nó sẽ chuyển từ hoạt tính carboxylase chuyển thành hoạt tính là oxygenase, tức là nó sẽ gắn ribulose không phải với CO2 mà với oxy. Ở dưới hình này chúng ta thấy là Rubisco sẽ chuyển từ hoạt tính carboxylase thành ra hoạt tính oxygenase, nó sẽ liên kết ribulose 1,5 diphosphate với oxy và nó sẽ oxy hóa cái chất nhận CO2 đầu tiên của chu trình Calvin này thành ra axit glycolic có 2 carbon, rồi axit glycolic lại đi đến peroxisome và tiếp tục bị oxy hóa thành ra axit glycosylic. Rồi sau đó axit này lại đi vào ti thể để tiếp tục bị oxy hóa hoàn toàn thành ra CO2. Và do một phần cái chất nhận CO2 đầu tiên của chu trình Calvin bị oxy hóa hoàn toàn thành CO2, do vậy mà năng suất của thực vật C3 sẽ giảm đi, hay nói cách khác là hô hấp sáng đã gây lãng phí sản phẩm của quang hợp. Quá trình này xảy ra ở ngoài sáng oxy hóa cái chất nhận đầu tiên của chu trình Calvin nên chúng ta sẽ gọi là hô hấp sáng ha. Và nhớ giùm cô là hô hấp sáng thì chỉ xảy ra ở thực vật C3 thôi. Còn thực vật C4 và thực vật cam thì lại không có hô hấp sáng. Vì sao? Lúc nãy chúng ta nói hô hấp sáng thì chỉ xảy ra khi mà nồng độ oxy rất là cao, nồng độ CO2 thì cạn kiệt. Nhưng mà ở thực vật C4 và thực vật cam thì chúng ta nhớ là nó có cái giai đoạn chu trình C4 ha các bạn. Thực vật C4 và thực vật cam có giai đoạn cố định CO2 tạm thời, chính là chu trình C4. Nó sẽ tạo ra cố định CO2 tạo ra axit hữu cơ. Rồi ví dụ ở thực vật C4, CO2 sẽ kết hợp với tép để tạo thành ra axit hữu cơ oxaloacetic. Sau đó axit này sẽ đi vào tế bào bao bão mạch. Tại tế bào bão mạch thì axit này sẽ giải phóng CO2, cho nên ở tế bào bão mạch nồng độ CO2 là rất là cao. Hay là ở thực vật cam cũng vậy, có giai đoạn cố định CO2 tạm thời, chu trình C4 xảy ra vào ban đêm, nên vào ban ngày cái lượng CO2 giải phóng ra từ axit hữu cơ thì nó sẽ cao, cao hơn so với oxy. Cho nên ở thực vật C4 và thực vật cam, nhờ có giai đoạn cố định CO2 tạm thời là chu trình C4, nên nồng độ CO2 ở tế bào bao bão mạch hay là vào ban ngày ở thực vật cam thì là nó luôn luôn cao, cho nên sẽ không xảy ra quá trình hô hấp sáng ha các bạn. 4 là mã quan hệ giữa hô hấp với quang hợp và môi trường. Một nhỏ mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp. Dựa vào kiến thức về quang hợp và hô hấp, chúng ta hoàn toàn có thể chứng minh quang hợp là tiền đề cho hô hấp và ngược lại. Chúng ta sẽ dựa vào phương trình quang hợp và phương trình hô hấp ha các bạn. Trên phương trình này rõ ràng chúng ta sẽ thấy là sản phẩm của quang hợp chính là nguyên liệu cho hô hấp, và ngược lại, sản phẩm của hô hấp chính là nguyên liệu cho quá trình quang hợp.
Ngoài ra về mặt năng lượng, chúng ta sẽ thấy là quang hợp chính là quá trình chuyển hóa quang năng, tức là năng lượng sóng mặt trời, thành hóa năng, tức là năng lượng nằm trong các liên kết hóa học của chất hữu cơ. Còn hô hấp chính là quá trình chuyển hóa hóa năng trong chất hữu cơ thành ra hóa năng trong phân tử ATP, tức là chuyển hóa năng khó sử dụng thành ra hóa năng ở dạng dễ sử dụng là đồng tiền năng lượng, cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống của tế bào thực vật. Ngoài ra cái năng lượng ATP này còn được sử dụng để mà tổng hợp ra sắc tố quang hợp hoặc là tổng hợp ra các cái loại enzyme cần thiết cho pha tối của quang hợp. Như vậy là cô vừa phân tích cho các bạn mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp. Chúng ta sang tiếp phần thứ hai, mối quan hệ giữa hô hấp và môi trường, hay là chúng ta sẽ tìm hiểu các cái yếu tố ảnh hưởng tới hô hấp đó các bạn. Trước hết là nước. Nước cần cho hô hấp, mất nước làm giảm cường độ hô hấp. Đối với các cơ quan đang ở trạng thái ngủ, khi tăng lượng nước thì hô hấp tăng. Ví dụ trong các hạt khô, lượng nước tăng từ 12 đến 18% sẽ làm cho hô hấp tăng lên 4 lần. Tiếp tục tăng lượng nước lên đến 33% thì cường độ hô hấp tăng lên gần 100 lần. Do vậy muốn hạt nảy mầm thì cần đảm bảo đủ nước. B. Ảnh hưởng của nhiệt độ. Khi nhiệt độ tăng, cường độ hô hấp tăng theo, đến giới hạn mà hoạt động sống của tế bào vẫn còn bình thường. Sự phụ thuộc của hô hấp vào nhiệt độ tuân thủ định luật Van Hoff Q10 bằng 2 đến 3. Tức là khi tăng nhiệt độ thêm 10 độ C thì tốc độ phản ứng sẽ tăng lên từ 2 đến 3 lần. C. Ảnh hưởng của oxy. Dựa vào kiến thức về hô hấp ở phần trên, chúng ta hoàn toàn có thể nêu vai trò của oxy đối với hô hấp của cây ha các bạn. Oxy đó chính là chất nhận electron cuối cùng trong chuỗi truyền electron hô hấp. Chúng ta nhớ là hô hấp hiếu khí thì cần có đường phân chu trình Krebs và chuỗi truyền electron xảy ra ở màng trong thi thể, thì chính oxy là chất nhận electron cuối cùng của chuỗi truyền electron hô hấp ở màng trong thi thể. Khi mà cuối chuỗi truyền E thì electron sẽ kết hợp với oxy và proton H cộng để tạo thành nước đó các bạn. Và chúng ta cũng nhớ lại là hô hấp hiếu khí, tức là sẽ xảy ra khi có oxy thì năng lượng tạo ra cho tế bào ở thực vật sẽ rất là nhiều hơn so với trong điều kiện không có oxy, là tế bào sẽ xảy ra quá trình phân giải kỳ khí hay là lên men thì năng lượng thu được cho tế bào sẽ ít hơn. Tiếp theo là ảnh hưởng của hàm lượng CO2. CO2 là sản phẩm cuối cùng của hô hấp hiếu khí cũng như là lên men ethylic. Nồng độ CO2 cao sẽ ức chế hô hấp. Dựa vào kiến thức về hô hấp, mối quan hệ giữa hô hấp và môi trường, chúng ta hoàn toàn có thể nêu được một số các biện pháp bảo quản nông phẩm ha các bạn. Các biện pháp bảo quản nông phẩm, ví dụ chúng ta dựa vào ảnh hưởng của hàm lượng nước thì chúng ta sẽ bảo quản bằng cách nào? Ví dụ như bảo quản các loại hạt đậu đen, đậu xanh thì chúng ta sẽ phơi khô nó ha các bạn. Đấy. Chúng ta sẽ phơi khô để hạn chế hàm lượng nước. Nếu mà hàm lượng nước cao thì hạt nó sẽ nảy mầm, chúng ta không bảo quản được. Rồi nếu mà chúng ta căn cứ vào nhiệt độ, ảnh hưởng của nhiệt độ, nếu mà nhiệt độ tăng thì hô hấp nó cũng tăng theo. Vậy thì chúng ta sẽ bảo quản bằng cách chúng ta sẽ sử dụng là tủ mát hay tủ lạnh, tức là chúng ta sẽ tiến hành bảo quản lạnh ha các bạn. Bảo quản lạnh tức là chúng ta sẽ ức chế cái hoạt động của enzyme đến mức tối đa thì hô hấp cũng sẽ giảm. Tiếp theo, nếu chúng ta dựa vào cái tác nhân ảnh hưởng là oxy thì chúng ta sẽ có thể là hút chân không ha các bạn. Bảo quản các loại rau củ, giá này kia đó, nấm, người ta có thể là hút chân không để ngăn cái điều kiện hiếu khí, để mà giảm cái sự oxy hóa cái chất hữu cơ của nông phẩm ha các bạn. Chúng ta sẽ hút chân không nè. Trong trường hợp là ảnh hưởng của hàm lượng CO2 thì chúng ta sẽ tiến hành là
là tăng CO2 lên, tăng nồng độ CO2 lên. Khi mà tăng lên đến thường là tăng đến 40% thì sẽ ức chế hô hấp ha các bạn. Cho nên người ta có thể là tăng nồng độ CO2 để mà bảo quản nông phẩm. Như vậy là cô vừa phân tích cho các bạn mối quan hệ giữa hô hấp và môi trường. Nội dung này cũng kết thúc cái bài hô hấp ở thực vật hôm nay ha các bạn. Chúc các bạn ôn tập thật là tốt và đạt kết quả cao trong các kỳ thi ha. Lái chào các em.